Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Hưng Yên chuyển đổi số của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Các khái niệm như chuyển đổi số, xã hội là gì, công dân số là ai, văn hóa số là như thế nào sẽ được làm rõ trong tiểu mục Cẩm nang chuyển đổi số. Đến với tiểu mục câu chuyện chuyển đổi số là phóng sự về việc số hóa ở Bảo tàng tỉnh Hưng Yên để bảo tồn và phát huy giá trị của di sản. Trước tiên sẽ là những thông tin cập nhật về tình hình chuyển đổi số. Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hưng Yên, hiện nay tỷ lệ dân số của tỉnh có tài khoản thanh toán ngân hàng khoảng 86%. Các dịch vụ thiết yếu như điện, nước, viễn thông, y tế, giáo dục, tỷ lệ thanh toán điện tử không dùng tiền mặt đã dần thành thói quen trong giao dịch. Triển khai thanh toán không dùng tiền mặt cho tiểu thương tại các chợ trên địa bàn tỉnh. 100% các doanh nghiệp đã thực hiện nộp thuế điện tử và hóa đơn điện tử, tỷ lệ giao dịch hợp đồng điện tử khoảng 10%. Tỉnh Hưng Yên đã xây dựng sàn thương mại điện tử và hiện đang thực hiện nâng cấp sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh để đáp ứng ngày càng tốt hơn về giao dịch hàng hóa trên môi trường mạng, với số lượt doanh nghiệp đăng ký tham gia thành viên trên sàn là khoảng 300 lượt doanh nghiệp với trên 150 sản phẩm được trưng bày và hơn 30.000 lượt người truy cập. Theo số liệu từ các sàn thương mại điện tử, đến nay trên địa bàn tỉnh Hưng Yên có trên 10.000 doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh tham gia các sàn thương mại điện tử, 180.494 sản phẩm và trên 10 triệu giao dịch. Hiện toàn tỉnh đã thành lập được 989 tổ công nghệ số cộng đồng, phổ rộng đến 100% thôn, xóm, tổ dân phố, khu dân cư với trên 6.000 thành viên. Mỗi tổ công nghệ số cộng đồng có từ 4 tới 6 thành viên. Các thành viên đã được tập huấn các kỹ năng cơ bản về chuyển đổi số. Các thành viên sẽ tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn và lan tỏa đến người dân những lợi ích của chuyển đổi số, giới thiệu các nền tảng số của Việt Nam, các nền tảng số thiết thực với người dân như thanh toán trực tuyến, mua sắm trực tuyến. Theo số liệu tạm tính, đóng góp của kinh tế số cho GDP năm 2022 của Việt Nam ước đạt tỷ trọng khoảng 14,26%, trong đó kinh tế số ICT đóng góp khoảng 7,18%, số lượng doanh nghiệp công nghệ số đăng ký năm 2022 ước đạt 70.000 doanh nghiệp, tăng 9,5% so với năm 2021. Kinh tế số vận hành chủ yếu dựa trên công nghệ số, đặc biệt là các giao dịch điện tử tiến hành thông qua Internet. Kinh tế số bao gồm tất cả các lĩnh vực và nền kinh tế mà công nghệ số được áp dụng. Tính đến cuối năm 2022, doanh thu toàn ngành thông tin và truyền thông ước đạt trên 3.800 tỷ đồng, tăng 12,7% so với năm 2021 và gấp 1,5 lần so với dự báo tốc độ tăng trưởng GDP năm 2022 của cả nước. Mức tăng trưởng thương mại điện tử của Việt Nam được các hãng dự báo tiếp tục bùng nổ trong những năm tới và sẽ cán mốc 39 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025, đứng thứ hai ở Đông Nam Á sau Indonesia, 104 tỷ đô la Mỹ, ngang bằng Singapore. Trong thời gian tới, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số sẽ tập trung tuyên truyền và tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm của các sàn giao dịch thương mại điện tử, mạng xã hội trong việc sàng lọc, phòng ngừa, ngăn chặn đối với các tài khoản không cung cấp đầy đủ thông tin, các tài khoản có dấu hiệu kinh doanh hàng hóa vi phạm, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, tăng cường quản lý hoạt động thương mại điện tử có yếu tố nước ngoài và hoạt động thương mại điện tử trên mạng xã hội. Đến nay, cả nước có 48 trên 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã hoặc đang triển khai xây dựng đề án phát triển đô thị thông minh. Cụ thể, 34 trên 48 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã phê duyệt đề án phát triển đô thị thông minh. 16 trên 48 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đang triển khai lập đề án. Về triển khai phát triển tiện ích đô thị thông minh, dịch vụ thông minh có khoảng 57 địa phương và tập trung chủ yếu vào lĩnh vực giao thông, giám sát trật tự, an toàn giao thông, y tế thông minh, giáo dục thông minh, phát triển các ứng dụng cảnh báo. Thưa quý vị và các bạn, ứng dụng công nghệ thông tin là một trong những giải pháp nhằm lưu trữ, bảo tồn và phát huy giá trị các di sản trong giai đoạn hiện nay. Việc số hóa di sản cũng đang được Bảo tàng tỉnh Hưng Yên triển khai với nhiều nội dung và hình thức khác nhau nhằm đem đến những thay đổi tích cực, góp phần quảng bá hình ảnh, đưa di sản đến gần hơn với công chúng. Bảo tàng tỉnh Hưng Yên nằm trên đường Phạm Bạch Hổ, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, được khởi công xây dựng ngày 17 tháng 5 năm 2013 và đưa vào sử dụng từ tháng 10 năm 2018 trong khuôn viên rộng 22.836 m². Đây là hình ảnh về Bảo tàng Hưng Yên và chỉ cần ngồi nhà với kết nối Internet là mỗi người có thể tự do tham quan bảo tàng với nhiều không gian trưng bày khác nhau. Trên website của bảo tàng cũng có hình ảnh trực quan sinh động
và thông tin chi tiết về nhiều hiện vật, giúp người xem dễ dàng nắm bắt. Chống đồng động xá được xếp vào loại IG1 trong hệ thống phân loại chống đồng của nhà khảo cổ học người Áo Phanh IG. Một hình thức số hóa khác được Bảo tàng Hưng Yên tích cực triển khai trong thời gian gần đây và đem đến hiệu quả rõ rệt chính là việc quảng bá các hoạt động của bảo tàng trên các nền tảng mạng xã hội. Chúng tôi đưa cái nội dung của trưng bày chuyên đề cập nhật liên tục tới khách tham quan. Cái công tác chuẩn bị để khách tham quan có thể thấy cái công tác chuẩn bị. Sau đó thì cái gửi tới khách tham quan cái chương trình của cái trưng bày chuyên đề đó và những các cái hoạt động diễn ra của trưng bày chuyên đề đó để khách tham quan thường xuyên cập nhật những cái hình ảnh và các hoạt động của trưng bày để khách tham quan có thể lựa chọn cho mình một cái khung giờ và những cái hoạt động phù hợp. Chỉ tính riêng trong đợt trưng bày với chủ đề Chợ Tết Việt diễn ra trong 2 tháng đầu năm 2023, Bảo tàng Hưng Yên đã đón trên 10.000 lượt khách tham quan, số lượng khách tham quan lớn chưa từng có trong một đợt trưng bày từ trước đến nay. Và cũng thông qua các nền tảng số, bảo tàng đang áp dụng mà người dân biết và đến với bảo tàng. Khi bảo tàng đưa thông tin lên Facebook thì nghĩa là mọi người sẽ dễ tiếp cận hơn, thì mọi người sẽ hiểu qua sơ qua về vấn đề đấy thì mọi người sẽ tò mò sẽ đến bảo tàng nhiều hơn. Bây giờ thì về thời đại thông tin rồi thì là mọi người thì có thể tìm hiểu trên mạng hết. Ví dụ như ở bảo tàng thì có sự kiện gì chẳng hạn thì mọi người có thể biết đến từ xa, có thể đến đây. Thực ra là nhà em ở đây nhưng mà cũng không lên đây mấy. Thì từ ngày có công nghệ số thì mình biết thêm ở trên này có nhiều cái sự kiện gì hay là trưng bày gì để mình đi xem. Đối với kho tàng di sản đồ sộ của Hưng Yên, việc số hóa để xây dựng cơ sở dữ liệu nhằm quản lý, bảo tồn, khai thác, phát huy hiệu quả giá trị các tài liệu, hiện vật là xu thế tất yếu. Trong năm tiếp theo thì Bảo tàng tỉnh chúng tôi sẽ tiếp tục tham mưu Sở Văn hóa Thể thao Du lịch để tiếp tục tiến hành số hóa di sản văn hóa của tỉnh, đặc biệt là những hiện vật đang lưu giữ tại kho bảo tàng tỉnh, trên cơ sở lựa chọn những hiện vật tiêu biểu có giá trị lịch sử văn hóa gắn liền với cái quá trình hình thành và phát triển của mảnh đất Hưng Yên, chúng tôi sẽ đưa vào để số hóa trước để phục vụ cái dự án trưng bày nội thất trưng của bảo tàng tỉnh sau này. Việc áp dụng công nghệ mới rất thích hợp với công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản. Khi số hóa, công nghệ cho phép tích hợp âm thanh, hình ảnh, đặc biệt là âm thanh nổi và hình ảnh 3 chiều rất sống động, thu hút. Để làm được điều này, không phải việc một sớm một chiều mà đòi hỏi sự quan tâm, đầu tư về mọi mặt như nguồn nhân lực, nguồn vốn, công nghệ. Chuyển đổi số trong xã hội là gì? Chuyển đổi số trong xã hội nhằm hình thành xã hội số. Xã hội số, xét theo nghĩa rộng, là bao trùm mọi hoạt động của con người. Động lực chính của xã hội số là công nghệ số, dựa trên sự tăng trưởng thông tin, dữ liệu một cách nhanh chóng, làm thay đổi mọi khía cạnh của tổ chức xã hội, từ chính phủ, kinh tế cho tới người dân. Xã hội số, xét theo nghĩa hẹp, gồm công dân số và văn hóa số. Theo nghĩa này, xã hội số cùng với chính phủ số và kinh tế số tạo thành 3 trụ cột của một quốc gia. Thế nào là chuyển đổi số lấy người dân làm trung tâm? Điện thoại di động thông minh là phương tiện chính của người dân trong thế giới số. Vì vậy, chuyển đổi số lấy người dân là trung tâm, trước hết phải trang bị phương tiện cho người dân. Thông qua việc thực hiện phổ cập điện thoại di động thông minh, mỗi người dân một điện thoại thông minh, mỗi hộ gia đình một đường cáp quang. Công dân số là ai? 9 yếu tố cấu thành công dân số, trong đó quy định rõ trình độ, khả năng truy cập các nguồn thông tin số, giao tiếp trong môi trường số, kỹ năng số cơ bản, chuẩn mực đạo đức, các quyền và trách nhiệm khi hoạt động trong môi trường số. Vào năm 2025, đại đa số người dân trên thế giới sẽ trải qua sự thay đổi to lớn chỉ trong vòng một thế hệ. Từ chỗ gần như không tiếp cận được thông tin đến chỗ có thể truy cập tất cả thông tin trên thế giới thông qua điện thoại di động thông minh. Văn hóa số là gì? Văn hóa trong xã hội thực hình thành qua hàng nghìn năm, còn văn hóa số mới chỉ đang hình thành trong vài chục năm trở lại đây. Đó là các quy tắc ứng xử, chuẩn mực đạo đức và sự hưởng thụ các giá trị văn hóa của con người trong môi trường số. Quý vị và các bạn thân mến, thời lượng của chuyên mục Hưng Yên chuyển đổi số đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Cảm ơn sự đồng hành của VNPT Hưng Yên và Viettel Hưng Yên. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên các nền tảng số của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.